Hoan hỷ chào đón quý bác anh chị đã đến với chuyên mục tử vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi. Đầu xuân năm mới Giáp Thìn, Minh Đường Tử Vi thay mặt cho những người làm chương trình xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý bác anh chị năm mới vui vẻ như chim sẻ, mạnh khỏe như đại bàng, giàu sang như chim phụng, làm lụng như chim sâu, sống lâu như đà điểu. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được luôn xem những video mới nhất mà 30 tập trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà 30 tập trình gửi tới quý bác anh chị, đó chính là nội dung như sau. Tiên tri động trời, đúng 4 tháng đầu năm 2024 âm lịch, tuổi Bính Thìn sinh năm 1976, được thần Phật hộ giá, tránh họa đắc phúc, giàu bất thình lình, gánh tiền nặng vai, đổi đời ngoạn mục. Quý vị thân mến, tôi không biết quý vị là ai, và cũng không biết cơ duyên nào đã đưa quý vị đến đây ngày hôm nay. Nhưng tôi đoán chắc rằng, nhiều người ở đây vẫn đang lận đận đủ đường. Mỗi ngày dài trôi qua luôn gặp phải trăm ngàn điều trái ngang, ngàn điều trái ý đến vô cùng. Cuộc đời chỉ toàn những đắng cay tủi nhục, chẳng có nổi được một ngày sung sướng và an nhàn. Chắc hẳn quý bạn đang rất mong biết được vận mệnh sắp tới của mình sẽ ra sao và tìm kiếm cho mình một lối đi đúng đắn để tránh được những hiểm họa tiềm ẩn trong vận trình phía trước, có đúng không ạ? Vận mệnh cuộc đời là thứ khó thay đổi. Tuy nhiên nếu biết nắm bắt thời cơ thì vận số sẽ thay đổi, cuộc đời sẽ hanh thông và viên mãn hơn rất nhiều. Đặc biệt 4 tháng đầu năm 2024 Giáp Thìn này, tuổi Bính Thìn sinh năm 1976, là con giáp vô cùng may mắn. Nếu chớp được cơ hội đổi đời mà phất lên nhanh chóng mặt trong thời gian này, nợ nần trước đây to nhỏ bao nhiêu thì nay cũng trả sạch mà mua nhà sắm xe, thu về khối tài sản cách xù, cả đời sung túc, ấm no, ai ai cũng lóa mắt ghen tị. Vậy vận trình của tuổi Bính Thìn trong 4 tháng đầu năm sẽ như thế nào? Quý vị sẽ nhận được những cơ hội và vận may gì trong thời gian tới? Hãy cùng với Minh Đường Tử Vi đi vào nội dung chi tiết nhé! Quý cô bác tuổi Bính Thìn thân mến, theo thuyết ngũ hành, năm Giáp Thìn 2024 là năm mệnh hỏa, tương sinh với mệnh thổ của tuổi, thiên can Bính tương sinh với can Giáp, địa chi Thìn gặp Thìn được bình hòa. Nhìn chung thì lá số tử vi năm 2024 của tuổi Bính Thìn rất tốt đẹp. Cùng ngẫm lại một chút về tính cách và vận số cuộc đời của những người sinh năm 1976, tuổi Bính Thìn, ta sẽ thấy được vì sao quý cô bác sinh vào năm này lại được ông trời ưu ái nhiều như vậy ở hậu vận nhé. Bính Thìn được thừa hưởng những đặc tính của loài rồng là sự thông minh hoạt bát, ngay thẳng và cứng rắn. Họ luôn ngập tràn sức mạnh và năng lượng, là biểu tượng của sự giàu có, quyền lực và hơi kiêu ngạo. Họ là những người thông minh sắc sảo, có tài ăn nói và có giác quan nhạy bén, nên rất dễ thành công trong lĩnh vực kinh doanh. Bính Thìn luôn có định hướng mục tiêu rõ ràng trong cuộc đời mình. Không ít những lần họ gặp phải khó khăn rồi thất bại, nhưng ý chí, lòng quyết tâm, đam mê đang sôi sục trong lòng, không cho phép họ chấp nhận thua cuộc. Bính Thìn nhanh chóng nghỉ ngơi thư giãn, lấy lại phong độ và trở lại trên con đường đi tới thành công của mình. Tuổi Bính Thìn dù có vấp phải khó khăn thất bại, cũng sẽ nhanh chóng lấy lại được sự thăng bằng, không để nỗi buồn ngự trị quá lâu trong tâm hồn. Họ nhận ra được những thiếu sót, khuyết điểm của mình và rút ra những bài học kinh nghiệm quý giá sau những lần thất bại. Tuổi Bính Thìn sống rất vô tư, lạc quan và yêu đời. Họ luôn mang đến tiếng cười, niềm vui, niềm hạnh phúc cho người khác. Bởi vậy mà tuổi Bính Thìn có nhiều mối quan hệ rộng rãi, được bạn bè và người thân xung quanh yêu mến. Họ có con mắt tinh tế, nhìn xa trông rộng, thấu hiểu góc cạnh của vấn đề. Bởi vậy mà trong công việc, họ luôn cảnh báo cho mọi người nguy hiểm đang rình rập phía sau. Nhờ vào sự tinh tế ấy mà tuổi Bính Thìn càng dễ thấu hiểu tâm tư, nỗi niềm thầm kín của người khác, từ đó tìm cách chia sẻ giúp đỡ những người đang gặp khó khăn hoạn nạn. Chính vì vậy mà quả không sai khi khẳng định rằng cuộc đời của những người sinh năm Bính Thìn rất đáng để được người khác ngưỡng mộ và mơ ước. Tuy không phải cuộc sống cao sang quyền quý gì, nhưng cũng đủ để sống thoải mái cả đời. Những người này sở hữu phúc đức lớn, nên cơ nghiệp được hưởng khá lâu bền. Tóm lại cuộc đời của Bính Thìn sẽ có rất nhiều cơ hội tốt để phát triển cơ ngơi, sự nghiệp và thành danh. Tuy nhiên khi bước sang năm 2024, đặc biệt là giai đoạn khởi đầu của một năm mới, để vận trình thêm phần hanh thông thuận lợi, quý cô bác tuổi Bính Thìn hãy lắng nghe đôi lời mà Minh Đường Tử Vi chia sẻ sau đây nhé. Thứ nhất, về công việc sự nghiệp. Tổng quan công việc của tuổi Bính Thìn trong năm ổn định,
có dấu hiệu chuyển biến tích cực. Bản mệnh nếu biết tận dụng lợi thế phát huy tiềm năng thì sẽ đạt được những thành tựu mới, củng cố thêm sự thành công của mình. Tuổi Bính Thìn là người làm việc thận trọng, trước khi đưa ra quyết định luôn có sự suy xét kỹ lưỡng. Ở độ tuổi 49, mệnh chủ làm việc có kinh nghiệm, có chuyên sâu và tầm nhìn xa trông rộng. Vì vậy tới những việc có lợi trước mắt, không lợi về lâu về dài, sẽ không đầu tư. Đầu năm 2024, con giáp này có canh kim lộ xuất thực thần, chủ về các dự án hợp tác làm ăn kinh doanh buôn bán. Bản mệnh có thể dựa vào chính sức của mình để làm những việc mình muốn, hoàn thành kế hoạch đề ra với thành tích xuất sắc. Bản mệnh dù làm ở vị trí nào cũng đều có thể giành được thành công. Nhất là những người làm trong lĩnh vực marketing thì khả năng thành công lại càng cao, chẳng những thăng quan tiến chức mà còn có thêm thu nhập. Tuy nhiên, mặt trái của vấn đề là một số bạn sẽ thiếu đi sự lãnh đạo của cấp trên mà phải tự mình lên kế hoạch cho mọi chuyện, tự đốc thúc bản thân giữ vững tinh thần, quyết tâm để hoàn thành nhiệm vụ. Mặc dù nhờ có các tinh hỗ trợ nên mọi chuyện về cơ bản sẽ khá nhẹ nhàng và thuận lợi, nhưng vẫn đòi hỏi con giáp này phải kiên trì. Bạn sẽ nhận được mức đãi ngộ tăng tiến, đồng thời cũng có thêm tiền lương, tiền thưởng cho nỗ lực của mình. Bản mệnh nên tiến hành đầu tư vào những lĩnh vực dự án liên quan đến hành thủy hay hành kim sẽ dễ thu lợi hơn. Các dự án về thủy lợi như thủy sản, ẩm thực, tài chính, hàng kim loại sẽ là những lĩnh vực mà bản mệnh nên tham khảo thêm trong thời gian này. Khi Bính Thìn gặp khó khăn cũng có lúc có ý định bỏ cuộc, bạn có thể nhận được sự động viên từ người khác, khủng hoảng có thể nhanh chóng được giải quyết. Cho dù đó là lời động viên nhắc nhở, hỗ trợ tài chính, những điều này sẽ rất hữu ích đối với những chú rồng. Nhìn chung năm này rất cần đương số phát huy khả năng làm việc mạnh mẽ của mình, suy nghĩ thực tế và chăm chỉ hơn, sẵn sàng đương đầu với mọi biến cố ập tới, mong giảm thiểu được rủi ro thông qua việc trao đi bản thân, duy trì thái độ lạc quan và giảm bớt cảm xúc bốc đồng. Tuổi Bính Thìn có thể vượt qua được mọi giai đoạn khó khăn về sau này. Thứ hai, về tình hình tài chính. Trong năm 2024, tình hình tài chính của mệnh chủ tuổi Bính Thìn hanh thông thuận lợi nhờ sự chăm chỉ và nỗ lực làm việc. Để duy trì trạng thái an toàn tài chính, bản mệnh nên tiếp tục kiểm soát chi tiêu, tích lũy tài sản. Đối với việc đầu tư tài chính, Bính Thìn nên cân nhắc cẩn thận, ưu tiên những lĩnh vực thuộc chuyên môn của bản thân, có sự hiểu biết và kinh nghiệm dày dặn, tránh những dự án có tính rủi ro cao, tính khả thi thấp. Trong năm con giáp này không cần lo lắng quá nhiều về vấn đề tiền bạc, bạn có thể dựa vào chính sức của mình, dùng trí thông minh và năng lực của bản thân để đổi lấy tài lộc về tay, cũng đạt được nhiều thành công mà có được sự tăng tiến, tăng lương, thưởng và các mức đãi ngộ. Khoảng thời gian này tuổi Bính Thìn có thể tham gia vào các dự án hợp tác kinh doanh buôn bán, sẽ dễ thu lợi về tay, nhất là những dự án có liên quan đến thủy lợi, thủy sản, đồ ăn uống thực phẩm, đồ kim loại hay tài chính sẽ may mắn hơn nhiều, nguồn thu không ngừng lớn mạnh. Người làm kinh doanh nên đề cao vấn đề đạo đức, đừng cố gắng làm giàu bằng những thủ đoạn bất hợp pháp. Đừng quên năm nay, vận hạn rất lớn. Những loại hành vi như vậy không chỉ hủy hoại về mặt đạo đức mà còn khiến bạn vướng vào vòng lao lý, kiện tụng, tù tội phá hủy tất cả những gì đã vất vả gây dựng. Năm nay chớ vội mở rộng quy mô làm ăn, tốt nhất nên làm tốt hoặc tiếp tục hoàn thiện các kế hoạch đang dang dở ở hiện tại. Đầu tư phải tùy thuộc vào năng lực của bản thân, không nên mù quáng chạy theo xu hướng hay nghe lời dụ dỗ chào mời mà vung tiền bất chấp. Làm gì cũng nên chú trọng chi tiết, tiến hành từng bước, tính toán kỹ lưỡng cái lợi cái hại, làm đến đâu chắc đến đấy. Nhìn chung thì vận khí bình hòa, đường số sẽ cần quản lý tiền bạc thật cẩn thận, tránh rủi ro lãng phí, hạn chế các khoản vay mượn, cũng không nên tùy tiện cho vay mà không tìm hiểu kỹ càng. Hãy cẩn thận với những gian lận và lừa đảo, đừng phô trương sự giàu có của mình, kẻo khơi dậy tính toán của những người xấu tâm, rồi rơi vào cạm bẫy mất tiền. Cần lập kế hoạch ngân sách chi tiết để giảm thiểu những chi phí không cần thiết, tránh xa đỏ đen. Tất nhiên tiết kiệm không có nghĩa là có chi li, đừng thắt chặt cuộc sống quá mức. Bạn có thể tự thưởng cho mình đúng lúc, nhưng hãy giữ ở mức độ vừa phải. Thứ ba, về tình cảm gia đạo. Năm 2024 là thời gian mà Bính Thìn chứng kiến được sự trưởng thành của con cái. Niềm vui, niềm tự hào nhất là khi con cái trưởng thành sống lương thiện. Trong gia đình, Bính Thìn là tấm gương sống chuẩn mực để mọi người noi theo. Phụ nữ Bính Thìn là con người của công việc và xã hội. Họ đảm nhận nhiều vai trò trọng trách lớn. Tuy nhiên không vì thế mà Bính Thìn bỏ bê công việc gia đình của một bà nội trợ. Họ biết cân bằng thời gian của mình để hoàn thành trách nhiệm của một người con, người vợ, người mẹ. Có thể nói rằng, phụ nữ tuổi Bính Thìn giỏi việc nước, đảm việc nhà là mỗi người lý tưởng mà nhiều người mong ước. Đàn ông tuổi Bính Thìn khi yêu sẽ luôn cố gắng che chở bảo vệ cho gia đình mình. Quý bác luôn dịu dàng chăm lo cho người thân trong gia đình từng chút một. Dù bận rộn với công việc nhưng họ vẫn luôn dành nhiều thời gian cho gia đình mình.
bởi đối với họ không có gì quan trọng bằng tình cảm, sự yêu thương, gắn bó của những người thân trong nhà. Tuy nhiên trong đời sống hôn nhân, nam tuổi Bính Thìn nên kiềm chế nóng nảy, lắng nghe, tâm sự với bạn đời nhiều hơn. Như vậy thì vợ chồng đồng lòng, sát cánh với nhau trải qua thăng trầm cuộc sống. Thứ tư, về tình hình sức khỏe. Trong năm 2024, cô bác nên lưu tâm tới phương diện về sức khỏe, đặc biệt là các dấu hiệu lão hóa tuổi già. Mệnh chủ hãy duy trì những công việc nhẹ nhàng, không nên làm việc nặng quá khiến cho thể lực mệt mỏi. Đừng xem nhẹ bất cứ vấn đề nào về sức khỏe, dù là nhỏ nhất. Đầu tiên, hãy cố gắng tránh thức khuya, duy trì thời gian làm việc và nghỉ ngơi đều đặn, ngủ đủ giấc, để cơ thể được phục hồi năng lượng đầy đủ để đối phó tốt hơn với nhiều áp lực khác nhau trong cuộc sống. Thứ hai, chú ý đến thói quen ăn uống, tránh ăn quá nhiều hoặc bỏ bữa, duy trì chế độ ăn uống lành mạnh và cân bằng, hạn chế ăn đồ cay nóng, kích thích, ăn nhiều rau củ quả tươi, duy trì uống đủ nước, có tác dụng thải độc làm đẹp và chống lão hóa. Bạn nên quan sát tình trạng sức khỏe của mình thường xuyên hơn. Khi nhận thấy có biểu hiện khó chịu thì nên đến bệnh viện ngay để được chẩn đoán và điều trị phù hợp. Đừng né tránh việc điều trị y tế, cũng đừng lo tốn tiền, nếu không rất có thể sẽ chỉ hoãn thời gian điều trị tốt nhất. Càng chậm trễ thì số tiền và chi phí phải chi trả càng nhiều, bệnh tình cũng nặng thêm. Đường số đi đứng cẩn thận, tránh xa rượu bia khi tham gia giao thông, kẻo gặp họa huyết quang, nhẹ cũng chảy xước tứ chi, nặng có thể phải can thiệp dao kéo. Bên cạnh đó, quý cô bác nên duy trì sức khỏe tinh thần và tránh những tác động tiêu cực của sự lo lắng căng thẳng lên cơ thể. Khi bạn vui vẻ nhìn cuộc sống với cặp mắt tích cực thì có thể đẩy lùi được rất nhiều bệnh tật. Dù có khó khăn tới đâu cũng hãy đối diện với mọi thứ đang xảy ra hiện tại với một tinh thần lạc quan để có thể vượt qua những trở ngại tốt hơn và hướng tới một tương lai tươi sáng. Tiếp theo là dự đoán vận trình tử vi chi tiết 4 tháng đầu năm 2024 cho tuổi Bính Thìn sinh năm 1976, đoán định chốc vận cát hung để từ đó có hướng đi chính xác nhất. Tử vi tháng 1 năm 2024 âm lịch, tức từ ngày mùng 10 tháng 2 đến ngày mùng 9 tháng 3 năm 2024 dương lịch. Tử vi tháng 1 năm 2024 tuổi Bính Thìn âm lịch, với thái độ tận tâm và nhờ gặt hái được kha khá những thành quả, nên bản mệnh luôn biết cách cân bằng thời gian làm việc và nghỉ ngơi để đảm bảo hiệu quả công việc cao nhất có thể. Ở tháng khởi đầu của một năm mới này, vận trình công việc của con giáp tuổi Bính Thìn tháng này sẽ khá ổn. Tuy ngày làm việc không nhiều, nhưng bạn khá tận tâm và gặt hái được kha khá thành quả. Bạn luôn biết cách cân bằng thời gian làm việc và nghỉ ngơi để đảm bảo hiệu quả công việc cao nhất có thể. Ngoài ra, bạn được đồng nghiệp và cấp trên quý mến, họ luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn khi cần. Nhờ đó mà mọi thứ diễn ra suôn sẻ và dễ dàng hơn bao giờ hết. Lúc này bạn nên cân nhắc đánh giá lại chiến lược phát triển sự nghiệp của bản thân. Hãy nhìn lại những gì bạn đã đạt được và cả những gì bạn đã bỏ ra để có cái nhìn khách quan nhất. Liệu bạn có đang đi quá nhanh mà bỏ lỡ những chi tiết cơ bản nhất hay không? Nếu bạn biết rút kinh nghiệm và để ý hơn tới chi tiết, những điều mà bạn tưởng như không quan trọng, thì kết quả sắp tới hứa hẹn sẽ khó khởi sắc rõ rệt. Trong thời gian sắp tới, bạn có xu hướng tránh tham gia quá nhiều hoạt động tụ tập, vui chơi, bạn sẽ dành thời gian ở một mình nhiều hơn để phát triển bản thân. Tình hình tài chính của tuổi Bính Thìn trong tháng này rất đáng mong đợi. Lúc này bạn đã nhận được chút thành quả cho những cố gắng của mình trong thời gian vừa qua. Có phần thâm hụt tài chính trong tháng Tết này vì bạn phải chi một khoản cho việc mừng tuổi, nhưng tất cả đã nằm trong dự tính nên bạn không hề cảm thấy khó khăn hay rắc rối gì liên quan tới việc này. May mắn là bạn lên kế hoạch tiết kiệm từ trước, nên lúc này con giáp tuổi Bính Thìn đã dành dụm được một số tiền tiết kiệm, chuẩn bị cho những dự định lớn lao hơn. So với những người khác thì tình hình tài chính của bản mệnh đã khởi sắc hơn trước rất nhiều. Thậm chí có người còn mua được nhà, mua được xe trong thời gian này. Tuy có thể là vay ngân hàng hoặc được người thân hỗ trợ, nhưng đó thực sự là thành quả đáng nể của bạn. Các cặp vợ chồng sẽ trải qua thời khắc đáng nhớ cùng nhau. Từng năm qua đi bạn càng quý giá tình cảm mà hai người đang cùng nhau vun đắp xây dựng trong suốt thời gian vừa qua. Tình hình sức khỏe của bản mệnh tháng này không nên chủ quan, chỉ cần không chú ý chút thôi là có thể lăn ra ốm vì thời tiết thay đổi thất thường và sức đề kháng của bạn không tốt. Tuy nhiên, chỉ cần bạn chú ý một chút là tình hình cũng đã khác đi rồi. Mặc dù bạn sinh ra không được khỏe mạnh, thậm chí yếu ớt, nhưng nếu bạn chăm sóc tốt cho bản thân, bạn vẫn có thể sống khỏe mạnh theo từng năm tháng. Nếu trong năm qua bạn có bận rộn không dành đủ thời gian để chăm sóc bản thân, thì trong ngày đầu năm mới hãy bắt đầu bằng những kế hoạch mới và đừng quên thực hiện chúng từng chút một nhé. Lưu ý là không nên sử dụng rượu bia quá nhiều. Việc này không chỉ gây hại cho sức khỏe bản thân, mà còn gây ra nguy hiểm cho người khác khi bạn lưu thông trên đường trong tình trạng say xỉn.
tử vi tháng 2 năm 2024 âm lịch, tức từ ngày mùng 10 tháng 3 đến ngày mùng 8 tháng 4 năm 2024 dương lịch. Tử vi tháng 2 tuổi Bính Thìn âm lịch, công việc tháng này có nhiều thăng trầm, mang lại cho bạn khá nhiều cảm xúc. Nhưng nếu bạn biết lên kế hoạch và nhìn nhận vào thực tế của tình hình, sẽ đủ khả năng điều chỉnh cho phù hợp, vì thế không có gì phải lo lắng cả. Nhất Bạch bay về phương Bắc, hỗ trợ cho con giáp tuổi Bính Thìn rất nhiều, nhất là khi đối mặt với hoàn cảnh khó khăn trong đoạn này. Công việc tháng này sẽ có nhiều thăng trầm, mang lại cho bạn khá nhiều cảm xúc. Nhưng nếu bạn lên kế hoạch và nhìn nhận vào thực tế của tình hình, sẽ có đủ khả năng điều chỉnh sớm cho phù hợp, vì thế không có gì phải quá lo lắng cả. Bạn có thể sẽ mất nhiều ngày, nhiều tháng hoặc nhiều năm để chấp nhận một sự việc gì đó đã xảy ra. Nhưng một khi bạn đủ mạnh mẽ để nhìn vào quá khứ, hãy phân tích và học hỏi nó. Tháng này, bạn tránh tâm lý ghen tị với thành công của ai đó. Ghen tị dễ khiến chúng ta đưa ra những quyết định sai lầm, hoặc chạy theo vật chất hướng đến bên ngoài, hoặc dậm chân tại chỗ tự thỏa mãn với cuộc sống hiện tại. Hãy gửi lời chúc mừng tới người thành công hơn bạn và không quên học hỏi những kinh nghiệm từ họ. Thái độ khiêm tốn của bạn sẽ giúp bạn mở mang thêm kiến thức, bước tới những chân trời mới. Thần tài che chở, hứa hẹn tháng này con giáp tuổi Bính Thìn sẽ thoát được những khó khăn về tài chính trước đây, thậm chí có người thanh toán được nợ nần cũ đã từ lâu tồn đọng. May mắn là bạn phát huy được hết lợi thế, cộng với sự hỗ trợ của mọi người xung quanh, nên mọi việc cũng trở nên suôn sẻ. Vì thế bạn đừng quên trả ơn những người đã giúp đỡ mình nhé, nhất là thời điểm cuối tháng. Bản mệnh nhớ tập trung để thu hút tiền của về mình. Khá nhiều cơ hội mở ra khiến cho bạn phải đau đầu lựa chọn, nhưng chỉ cần chọn đúng thì không phải lo nghĩ nhiều về tiền bạc trong năm nay nữa. Tình hình sức khỏe của tuổi Bính thì lúc này không phải lo lắng gì, nhưng bạn cũng hãy chuẩn bị cho mình một hệ miễn dịch khỏe mạnh. Hãy cố gắng tập thể dục ít nhất 150 phút một tuần, hoặc chỉ cần 75 phút mỗi tuần, với cường độ cao gấp đôi. Bình quân mỗi ngày chúng ta nên tập thể dục ít nhất 30 phút thông qua các bài tập đơn giản như chạy bộ, xoay cơ, xoay khớp. Bạn có thể tập luyện nhiều hơn thời gian nếu muốn. Ngoài ra bạn có thể bổ sung các dưỡng chất bằng việc ăn uống đủ chất, nhất là bổ sung rau xanh, hoa quả tươi, ăn nhiều cá thay vì ăn thịt. Đó là cách khôn ngoan nhất bạn có thể lo cho sức khỏe của mình đấy. Nếu có ý định uống vitamin để bổ sung dưỡng chất thì nên xem xét lại, vì thực tế bạn không biết mình thiếu vitamin nào. Tốt hơn hết nên đi khám để nghe lời khuyên của bác sĩ, đừng nghe ai đó nói mà đã vội vàng uống thực phẩm chức năng. Tử vi tháng 3 năm 2024 âm lịch, tức từ ngày mùng 9 tháng 4 đến ngày mùng 7 tháng 5 năm 2024 dương lịch. Xem tử vi tháng 3 của tuổi Bính Thìn âm lịch, nếu như con giáp tuổi Bính Thìn thường xuyên làm việc thiếu kế hoạch thì bạn sẽ thường xuyên phải rơi vào tình trạng hoang mang không biết làm gì, lãng phí rất nhiều thời gian quý giá của bản thân. Chính vì vậy bạn thường lên kế hoạch cho tất cả mọi việc, từ việc ngày mai ăn gì cho đến việc đứa con tương lai của bạn sẽ học trường nào. Cục diện tự hình sẽ mang tới nhiều tác động xấu cho bản mệnh. Tháng này bạn khó chạm tay vào cơ hội thăng quan tiến chức, mà ngược lại bạn sẽ phải thường xuyên giải quyết những sự cố bất ngờ xảy ra. Lúc này đòi hỏi bản mệnh phải bình tĩnh, đủ bản lĩnh để xử trí vấn đề phát sinh, tránh việc than vãn hay tìm cách đổ lỗi cho hoàn cảnh hay bất cứ ai. Việc tìm cách xử lý ngay tại chỗ thời điểm đó còn quan trọng hơn bất cứ thứ gì khác. Các quyết định vội vàng chỉ khiến cho bản mệnh lãnh hậu quả xấu mà thôi. Tâm tính nóng nảy lúc này gặp việc trái ý thì Bính Thìn dễ có xu hướng hành sự bất cần, thậm chí gây họa phạm tù tội. Tử vi tháng 3 âm lịch tuổi Bính Thìn thấy rằng Nguyệt lệnh lâm suy sẽ phù hợp cho những ai thích đi cứu trợ giúp người. Nhiều người hỗ trợ ban thực hiện những việc giúp đời, giúp người. Khi bạn có tư tưởng cao đẹp trong xây dựng xã hội, hãy nhiệt tình tham gia các chương trình từ thiện. Nếu thời gian này công việc có chút đình trệ, bạn có thể dành thời gian để góp công, góp sức cùng mọi người bạn nhé. Tháng 3 âm lịch này, tuổi Bính Thìn đang làm ăn kinh doanh có cơ hội kiếm được lợi nhuận lâu dài. Vì thế ở hiện tại chưa thấy có kết quả rực rỡ ngay, thì bạn đừng nản lòng mà bỏ cuộc nhé. Có thể con đường mà bạn chọn đang đúng, chỉ là cần thêm thời gian, đổi thêm chút công sức nữa mà thôi. Ảnh hưởng của tiểu hao dự báo tháng này con giáp tuổi Bính Thìn có nhiều khoản phải chi tiêu liên tục. Bạn không thể chủ quan, hãy tìm cách tiết kiệm hơn, ngay cả trong từng khoản chi tiêu của bạn nhé. Tứ lục bay về phương Tây Bắc, dự báo tài tiếng bủa vây, họa phạm miệng. Nên làm việc làm ăn mà chưa rõ ràng thì chớ vội đi khoe. Thậm chí khi bạn có chút thành quả cũng phải khiêm tốn, đừng là cái cớ cho kẻ xấu tìm đến mượn tiền bạc của mình. Đây là thời điểm tốt để nghiên cứu phân tích nhằm nâng cao thu nhập, giúp bạn cải thiện tài chính và tìm ra các kế hoạch đầu tư. Tuy nhiên để xem xét lại danh mục đầu tư của mình trước khi làm và đừng triển khai kế hoạch quá vội vàng. Theo tử vi năm 2024, ngũ hành tương sinh cho thấy vận trình tình cảm của con giáp tuổi Bính Thìn sẽ có khá nhiều điểm sáng. Dường như cuộc sống của bạn đang được bù đắp rất nhiều khi luôn có người ở bên hỗ trợ và động viên bạn nhiệt tình.
cuộc sống đã dạy cho bạn biết rằng càng biết ơn những gì mình có bạn càng có nhiều hơn. Sau đó cần phải đảm bảo rằng bạn có được sự thận trọng trong suốt hành trình mình đi. Nhất là trong đời sống tình cảm, mọi thứ sẽ trở nên tích cực. Một mối quan hệ bền vững và bạn có thể kiểm soát được là điều mà bạn mong muốn. Khi một người lựa chọn ở bên bạn, điều đó có nghĩa là họ sẽ tin tưởng vào khả năng hoạch định tương lai của bạn và cảm thấy yên tâm hơn về cuộc sống sau này của cả hai. Xem tử vi còn cho biết, thiên hình là sao xấu xuất hiện trong tháng này nữa, cho thấy được tính cách nóng nảy và có hại cho sức khỏe của bạn. Nhất là ai đang bị cao huyết áp, nếu không kiểm soát tốt sẽ phải lãnh hậu quả đấy nhé. Tứ lục bay về phương Tây Nam không tốt cho những ai đang bị bệnh liên quan tới đường ruột. Bạn có bệnh tật đều xuất phát từ chế độ ăn uống không lành mạnh của mình trong suốt thời gian dài vừa qua. Đã đến lúc bạn học cách ăn uống khoa học hơn rồi đấy. Thời điểm tháng 3 âm lịch này, thức ăn quá nóng hay quá lạnh đều không tốt cho sức khỏe của bản mệnh. Chú ý ưu tiên ấm, mềm, nhạt bạn nhé. Tử vi tháng 4 năm 2024 âm lịch, tức từ ngày 8 tháng 5 đến ngày 5 tháng 6 năm 2024 dương lịch. Theo tử vi tháng của tuổi Bính Thìn âm lịch, vận trình của tuổi này không có quá nhiều biến động, mọi thứ vẫn diễn ra êm đềm và đều đặn như trước đó. Cơ hội để phát triển vẫn có, song cũng tồn tại những thách thức nhất định mà bản mệnh không nên chủ quan. Sự nghiệp của tuổi Bính Thìn không có quá nhiều thay đổi trong tháng này, công việc vẫn như cũ, tiến trình cũng được bản mệnh duy trì ổn định. Nguyệt lệnh lâm dưỡng cho thấy, tháng này thích hợp để bản mệnh củng cố điều chỉnh lại các kế hoạch công việc cho chắc chắn, giảm thiểu tối đa các sự cố không đáng. Đây sẽ là giai đoạn tạo bước đá để bạn bứt phá mạnh mẽ trong các tháng còn lại của năm, tạo một cái kết đẹp cho năm 2024 này. Trong tháng nhờ có sự chủ động và bình tĩnh, khi đối mặt với sự cố mà tuổi này có thể khẳng định được năng lực của bản thân trước cấp trên, đó cũng là cách mà bạn tìm được giải pháp cho các vấn đề trong công việc. Nhìn chung, cơ hội để phát triển vẫn có, song cũng tồn tại những thách thức nhất định mà bản mệnh không nên chủ quan. Để mọi việc được vận hành trơn tru nhất, hạn chế sự cố, bạn nên lập kế hoạch sát sao và kiểm soát quá trình cẩn thận. Xét theo hướng tích cực, những khó khăn thử thách này cũng mang đến cho bạn cơ hội để thể hiện khả năng và tài năng của mình. Bạn cần duy trì thái độ tích cực và nỗ lực bền bỉ, tin tưởng vào bản thân và tin rằng mình có thể vượt qua được mọi khó khăn. Tử vi cho rằng bạn không nên vội vã nóng nảy, vì mọi kết quả tốt đều cần đến một quá trình dài hơi. Các cát tinh tử vi, giải thần và chính quan đều là những sao tốt cho công danh sự nghiệp của tuổi Bính Thìn. Do đó ở thời điểm hiện tại, bạn hãy cứ tập trung chăm chỉ trong sự nghiệp, tích lũy kinh nghiệm và nâng cao khả năng. Việc thế nào thì làm thế ấy, hạn chế tính toán những điều quá xa vời. Đồng thời bạn cũng phải chú ý xử lý các mối quan hệ tại công sở, giao tiếp tốt với đồng nghiệp và lãnh đạo, được sự hợp tác đôi bên cùng có lợi. Tuy không có tài tinh chố mạnh, song tài chính của tuổi Bính Thìn cũng không đến mức ảm đạm trong tháng này. Các khoản thu nhập chủ yếu vẫn đến từ công việc chính. Nếu đảm bảo công việc hiện tại phát triển ổn định, thì bản mệnh không có gì phải lo lắng về tài chính. Với người làm ăn kinh doanh, áp lực cạnh tranh vẫn còn đó. Các đơn hàng vẫn có nhưng đa phần không chất lượng. Các khoản chi phí bên lề phát sinh nhiều khi doanh thu không tăng, hầu như lãi vẫn chưa thấy. Cần xem xét lại cách thức thực hiện, sai chỗ nào cần sửa ngay. Có như vậy thì tình hình mới chuyển biến tốt. Thời điểm này bạn không nên cố chấp ôm đồn nhiều việc cùng lúc, đã hiệu quả không cao. Thu nhập không tăng mà áp lực tinh thần lại càng nặng nề. Hãy cố gắng làm việc tốt nhất những việc trong tay. Đó cũng sẽ là nguồn thu ổn định và an toàn cho bạn. Về lợi thế là đang có sẵn kinh nghiệm, một số người có thể gặp phải chi phí bất ngờ hoặc rủi ro khi đầu tư. Trước khi đưa ra bất kỳ quyết định tài chính nào, bạn cần đánh giá cẩn thận những rủi ro tiềm ẩn và lợi ích thực tế ra sao, cũng như tìm kiếm lời khuyên từ chuyên gia, chớ nên mù quáng theo đuổi lợi ích ngắn hạn mà gây tổn hại đến sự an toàn tài chính lâu dài. Ngoài ra, cẩn thận khi cho vay mượn tiền bạc, tránh tình trạng tiền một đi không trở lại. Đây là thời điểm tạo tiền đề cho cả một năm Giáp Thìn 2024. Hãy lấy tích lũy làm trọng để chuẩn bị cho sự đầy đủ và sung túc. Tình hình sức khỏe của tuổi Bính Thìn trong tháng 4 âm lịch này khá ổn định, không gặp bất cứ tình trạng bệnh tật nguy cấp nào phải lo lắng. Dù vậy, bản mệnh vẫn cần chú ý duy trì sức khỏe thể chất. Ngoài việc ăn uống điều độ, bạn cũng nên chú ý đến điều tiết tâm trạng. Khi gặp tình trạng bế tắc, bạn nên tìm kiếm sự hỗ trợ giúp đỡ về mặt tinh thần bằng cách nói chuyện với bạn bè và gia đình. Chỉ khi tinh thần thoải mái thì sức khỏe mới được đảm bảo. Ngoài việc tự chăm sóc cho bản thân, bạn cũng nên quan tâm nhiều tới tình trạng sức khỏe của người thân trong gia đình, nhất là trẻ nhỏ và người lớn tuổi. Tiếp theo là cách hóa giải vận hạn và khó khăn cho tuổi Bính Thìn, sinh năm 1976 như sau. 1. Tránh kết thúc việc quan trọng trong năm 2024.
mức độ ảnh hưởng của hạn tam tai năm cuối đã nhẹ hơn trước, nhưng với tuổi Bính Thìn thì lưu ý rằng không nên kết thúc việc quan trọng trong năm nay, ví dụ như kết thúc một dự án lớn, hoàn thiện việc xây dựng nhà cửa, thay vào đó nên mở rộng và phát triển thêm sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. 2. Chớp thời cơ ngay khi có thể. Do tác động tích cực của cục diện trực thái tuế và hạn cuối tam tai, vận trình năm 2024 về cơ bản sẽ có nhiều bất lợi và khó khăn hơn. Tuy nhiên không phải xuyên suốt là những chuỗi xui xẻo, vẫn có những điểm sáng bất ngờ ở mỗi chặng, nhất là khi vận khí hanh thông do gặp cát tinh soi đường chỉ lối, gặp đúng thiên thời địa lợi, đó chính là cơ hội tốt để đương số nhìn lại chính mình, khắc phục điểm yếu, phát huy thế mạnh, để chớp lấy thời cơ làm ăn phát đạt hoặc thăng tiến gấp nhiều lần so với các thời điểm khác trong năm. 3. Hành sự thận trọng và chuyên cần. Phàm là việc gì, bất kể dù lớn nhỏ, hãy hành sự thận trọng, chăm chỉ và có kế hoạch rõ ràng sẽ giúp cho bản mệnh gặt hái được kết quả như mong đợi. Nên nhớ rằng tài lộc không tự nhiên mà sinh ra, tiền tài không tự nhiên mà có, tất cả đều quy đổi từ sức lao động, sự nỗ lực và cố gắng chuyên cần của bản thân. Một khi bạn đã cố gắng hết mình, vũ trụ sẽ đáp lại bằng những gì xứng đáng. 4. Làm nhiều việc thiện, việc tốt giúp đỡ mọi người. Hành thiện là cách tạo phước dễ dàng và lâu bền nhất. Hãy bắt đầu từ những việc nhỏ, từ người thân trong gia đình cho tới việc lớn hay bạn bè, mọi người xung quanh, mỗi hành động tốt đều gieo nhân lành, xui khí từ đó cũng bị tiêu trừ, cát khí gia tăng. 5. Đầu năm nên cúng dâng sao giải hạn. Nếu còn bận tâm về hạn tam tai hay một số sao xấu chiếu trong năm 2024, đường số có thể làm lễ cúng dâng sao giải hạn đầu năm, việc cúng bái cốt ở tuổi Tân, miễn sao tâm thấy bình an là được, không cần quá chú trọng mâm cao cỗ đầy, Bính Thìn có thể thành tâm làm lễ, chỉ đừng quá xa đà vào mà thôi. Thưa quý cô bác, ông bà ta có câu truyền thụ lại rằng, chọn bạn mà chơi, và trong công việc làm ăn kinh doanh cũng thế, việc chọn một người cùng chung chí hướng và đam mê để làm ăn, thì kết quả thế nào cũng sẽ thăng hoa thành công mỹ mãn mà thôi. Còn ngược lại, nếu chọn sai đối tượng hợp tác thì sớm muộn gì cũng sẽ rước họa vào thân, chuyện phá sản chỉ còn là thời gian, tệ hơn nữa còn phải gánh thêm một số nợ. Do đó nếu có kế hoạch hay dự án, dù nhỏ dù lớn gì đi chăng nữa, thì khi hợp tác làm ăn, cô bác cũng nên tìm hiểu kỹ trước khi đưa ra quyết định nhé. Vậy, trong 4 tháng đầu năm 2024 năm Giáp Thìn, tuổi Bính Thìn nên kết hợp làm ăn với tuổi nào để công việc làm ăn thêm phần hanh thông thuận lợi? Tuổi Thìn và tuổi Tý. Có thể nói rằng, sự kết hợp của tuổi Thìn và tuổi Tý là rất hoàn hảo, dù là trên phương diện tình bạn hay tình yêu, những nét tương đồng về sở thích, tính cách là nền tảng cho hai tuổi này bắt đầu một mối quan hệ tốt đẹp vững chắc. Nếu Thìn gặp bất cứ khó khăn trở ngại nào trong công việc, thì Tý sẽ luôn là người bên cạnh giúp đỡ. Họ làm việc với nhau rất ăn ý ít khi xảy ra mâu thuẫn. Tuy nhiên, sự mạo hiểm của Thìn sẽ khiến cho tuổi Tý không hài lòng. Tuổi Thìn và tuổi Sửu. Nhìn thoáng qua chúng ta sẽ thấy, Bính Thìn và Sửu sẽ có rất nhiều nét tính cách trái ngược nhau. Thìn thích giao tiếp, tự tin thể hiện tài năng của mình trước đám đông. Con trâu thì lại thích một không gian yên tĩnh ít người. Tuy nhiên, hai tuổi này sẽ dễ dàng tìm được tiếng nói chung khi hợp tác làm ăn. Tuổi Sửu cẩn thận chắc chắn, còn Bính Thìn thì quyết đoán và thông minh. Họ bù trừ cho những thiếu sót của nhau và cùng chung tay hướng tới một mục tiêu lý tưởng. Thìn và Sửu khi hợp tác làm ăn sẽ đem lại hiệu quả cao và đạt được nhiều thành công. Tuổi Thìn và tuổi Dần. Ngay từ những lần gặp gỡ đầu tiên, Thìn và Dần đã cảm nhận được sự thu hút hấp dẫn mạnh mẽ của đối phương. Nhưng ngược lại trên phương diện làm ăn, mối quan hệ của hai tuổi này dễ bị rạn nứt, đổ vỡ bởi Dần luôn muốn giành quyền lực, địa vị về tay mình, còn Thìn lại không bao giờ chấp nhận là người đứng thứ hai. Họ dễ xảy ra mâu thuẫn bất đồng trong quan điểm, không ai chịu nhường ai. Tuổi Thìn và tuổi Mão. Tuổi Mão và tuổi Thìn có sự đối lập hoàn toàn với tính cách sở thích, nhưng may mắn sự đối lập này là nền tảng để gắn kết mối quan hệ. Họ giúp nhau khắc phục những thiếu sót để hoàn thiện phát triển bản thân hơn. Thìn sẽ luôn tin tưởng vào sự trung thành chân thật của Mão, sẽ mang lại hiệu quả cao. Nếu như Thìn và Mão hợp tác làm ăn cùng nhau, họ có nhiều ý kiến sáng tạo, khác biệt nhưng cùng có chung mục tiêu lý tưởng phấn đấu. Trung học sẽ là trợ thủ giúp cho Mão xây dựng một sự nghiệp vững chắc vẻ vang. Tuổi Thìn và tuổi Tỵ. Tỵ sẽ là người mang lại may mắn thuận lợi cho con đường phát triển sự nghiệp của người tuổi Thìn, trở thành đối tác làm ăn họ dễ dàng phối hợp ăn ý và đạt hiệu quả cao. Hơn nữa, mối quan hệ đồng nghiệp này sẽ càng trở nên sâu sắc gắn bó, bởi giữa họ có sự tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau. Tuổi Thìn và tuổi Ngọ. Hai tuổi này có thể hợp tác trong lĩnh vực kinh doanh, với đầu óc tính toán nhạy bén chính xác của Thìn và con mắt nhìn xa trông rộng của Ngọ,
Sự kết hợp này sẽ giúp họ không ngừng phát triển, gặt hái được nhiều thành công. Tuổi Thìn và tuổi Mùi. Trên phương diện hợp tác làm ăn, Thìn và Mùi sẽ hỗ trợ nhau đem lại hiệu quả cao. Thìn luôn đưa ra những giang cái mới mẻ độc đáo, còn Mùi sẽ là người biến những ý tưởng ấy trở thành hiện thực. Tuổi Thìn và tuổi Thân. Hai tuổi này sẽ hòa hợp trên phương diện hợp tác làm ăn. Họ sẽ dễ dàng trở thành những đối tác đáng tin cậy, trung thành, giúp đỡ nhau trong công việc. Cặp đôi này khéo léo trong cách giải quyết những khó khăn thử thách, bởi Thìn và Thân đều ưa mạo hiểm. Những kế hoạch cụ thể và phán đoán chính xác là điểm mạnh mà hai tuổi này cần phải phát huy. Tuổi Thìn và tuổi Dậu. Nếu trở thành đối tác làm ăn của nhau, Thìn và Dậu phối hợp sẽ rất ăn ý và đạt được hiệu quả cao. Thìn sẽ luôn là người tiên phong giải quyết công việc, còn Dậu sẽ chịu trách nhiệm cai quản về kinh tế tiền bạc. Mối quan hệ của hai tuổi này sẽ ngày càng sâu sắc gắn bó, dựa trên sự tin tưởng và thấu hiểu lẫn nhau. Tuổi Thìn và tuổi Tuất. Tuất và Thìn sẽ kết hợp hoàn hảo trên từng phương diện hợp tác làm ăn. Thìn mạnh mẽ quyết liệt nhưng cũng cần đến sự trung thành giúp đỡ của tuổi Tuất. Họ hăng say làm việc chăm chỉ và cần cù, là động lực của nhau trong những lúc khó khăn. Đôi lúc sự mạo hiểm của Thìn khiến cho Tuất cảm thấy không an toàn, sợ hãi. Tuổi Thìn và tuổi Hợi. Trên phương diện hợp tác làm ăn, Hợi sẽ trở thành nguồn cảm hứng thúc giúp cho tuổi Thìn tự tin tiến lên phía trước, phát triển sự nghiệp của mình. Tuy không thông minh sắc sảo, nhưng khi Thìn gặp khó khăn, họ đều sẵn sàng giúp đỡ nhiệt tình. Thìn rất mạnh mẽ trước những khó khăn thử thách, nhưng không phải lúc nào cũng có những phán đoán chính xác nhanh chóng. Bởi vậy, sự có mặt của Hợi là điều rất cần thiết. Hai tuổi này sẽ dễ dàng phối hợp hiệu quả với nhau và gặt hái được nhiều thành công. Hy vọng cô bác tuổi Bính Thìn sẽ có sự lựa chọn hợp tác làm ăn cho mình thật hiệu quả và ăn ý trong năm mới 2024 nhé! Quý vị thân mến, đời người chính là một hành trình liên tục chọn lựa. Chọn đúng thì đời nở hoa, chọn sai thì đời tăm tối. Nhưng không phải lúc nào bạn cũng đủ sáng suốt để đưa ra những lựa chọn thực sự khôn ngoan. Tâm rộng thì ắt là dung chứa được nhiều vẻ đẹp của cuộc đời. Tìm được niềm vui sống trong những phút tư tưởng u ám nhất. Tâm tĩnh thì có thể nghe được thanh âm của vạn vật, cảm thấu được đất trời. Tức giận chẳng qua vì chưa đủ độ lượng khoan dung, ưu phiền chẳng qua vì chưa đủ cởi mở. Học cách kiên cường thì lòng bớt đau thương, học cách bình tĩnh thong dong thì không còn lo toan phiền não. Trụ thiệt một chút nhưng lời một chút thì đã sao, cứ chi tranh nhau khẩu khí, tranh giành đấu đá hoài không buông. Thân cũng mệt mà tâm cũng mệt, nước sâu không lời, người vững không nói. Hãy học cách làm nguội cơn nóng giận, cốc rễ của mọi buồn phiền đều xuất phát từ chính bản thân. Nhìn vào trong tâm để tìm ra thiếu sót thì ắt là tìm được hạnh phúc an yên. Cuộc đời rốt cuộc cũng giống như một canh bạc, thành bại đều ở tại chính mình. Dù chọn lựa như thế nào, bạn cũng không thể đảo ngược thời gian. Cơ hội đã ra đi đều không trở lại. Chuyện hôm qua đúng là như nước chảy về đông vậy. Muốn có sự lựa chọn khôn ngoan, xin bạn hãy nhớ kỹ những chữ này. 1. Tĩnh. Người giữ đường tĩnh khí thì mới có thể làm việc lớn, đó là điều chắc chắn. Hãy nói ít lại làm nhiều hơn, nói nhiều thì dễ thất thố. Khó giữ được tâm tịnh tĩnh cũng là một trình độ con người có trí huệ. Tâm tĩnh thì mọi sự ắt sẽ bình yên, tâm động thì vạn sự đều khó. Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Muốn cải biến ngoại cảnh thì trước hết hãy an định cái tâm của mình trước. 2. Bình là bình thản, đơn giản, cân bằng. Sự bình thản đôi khi còn có sức mạnh hơn cả đao kiếm. Nếu có thể đối diện với muôn trùng khó khăn bằng tâm thái bình thản ung dung, thì chẳng điều gì có thể làm tổn thương bạn nữa. Giữ lấy chữ bình cũng là tìm được sự cân bằng trong tâm. Gặp việc buồn cũng không phiền não, có chuyện vui cũng chẳng quá hoan hỉ cao hứng. Điều đó giữ được thật khó. 3. Nhẫn. Nhẫn không phải là nhu nhược yếu hèn, nhẫn là biểu hiện của ý chí kiên cường mà chỉ người quân tử trượng phu mới có được. Khi đối diện với chuyện bất bình với mất mát lợi ích, nếu không nhẫn được vững vàng thì hao tâm tổn lực, thân thể cũng chẳng được thoải mái. Từ xưa những câu chuyện vì nhẫn mà làm thành đại nghiệp quả là nhiều không kể xiết, như Hàn Tín chịu nhục chui háng, sau trở thành đại tướng quân phó Hán diệt Sở, khai quốc công thần của Lưu Bang, Lưu Bị chịu nhẫn trồng rau bón phân ở cạnh phủ Tào Tháo mà sau xưng hùng xưng bá thiên hạ. Người có khả năng dùng nhẫn thì như núi lửa ẩn mình dưới lớp đất đá sâu nghìn mét, chỉ đợi thời cơ là bùng nổ. Biển rộng lớn là vì biết dung nạp trăm sông, núi cao vời vợi chính là không chê đất bồi. Người sáng suốt thì biết thu nạp hiền tài, từ bi độ lượng với tất cả, không mong bụng dạ hẹp hòi, ắt sẽ có ngày thành công quả. 4. Nhượng. Nhường nhịn, nhượng bộ, tôn trọng đối phương thì không lo thiên hạ thị phi oán trách. Cổ nhân nói, lùi một bước biển rộng trời cao. Người quân tử không đấu khẩu đấu sức mà chủ động nhẫn nhịn, nhưng lại ưu thế tiện nghi cho người khác, chỉ giữ lấy khí chất đức độ cho mình. Nhượng bộ không phải là ba phải, càng không phải là thỏa hiệp,
Nhượng bộ chính là tôn trọng đối phương, nói ít đi lắng nghe nhiều hơn, không bảo thủ sẵn sàng tiếp thu ý kiến của người khác. Người biết nhượng bộ đúng lúc sẽ như dòng sông lớn, thu nạp nước từ muôn suối, muôn khe, sẽ có ngày tung hoành thiên hạ bốn phương. 5. Đạm chính là điềm đạm, bình tĩnh, gặp việc khó không thối chí, gặp việc vui cũng không quá cao hứng. Đạm cũng được xem là tất cả mọi thứ được nhẹ nhàng. Bạc tiền có thì tốt, không có cũng chẳng sao. Tiếng tăm có được một chút thì thâm danh, nếu không thì cũng cứ vui với thú điển vui ngày tháng. Dòng đời có thể biến hóa vạn trạng ngôn hình, nhưng cái chí của người quân tử thì chẳng bao giờ đổi rời như vậy. Đối với được mất trong cuộc đời, nếu có thể giữ cho mình được sự thản nhiên, thì chính là đã vươn tới được cảnh giới rất cao. Vậy kỳ thực được và mất là thứ không cố định chốt nào. Hôm nay bạn được, ngày mai có thể sẽ mất, được thứ này, lại mất thứ kia. Bạn thử nghĩ mà xem, ở đời có ai luôn được, có ai là toàn mất. Ông trời vốn rất công bằng, đều an bài mọi chuyện theo duyên nợ. Vậy thì cớ gì bạn không thể xem nhẹ những mỗi ràng buộc trong tâm mình một chút. Có thể đạm bao nhiêu thì lòng nhẹ bấy nhiêu, có thể xem nhẹ được bao nhiêu thì sẽ được sống thanh thản bấy nhiêu. Vâng, cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và lắng nghe đến hết luận giải của Minh Đường Tử Vi. Mong rằng những dự báo trên có thể giúp quý vị thật nhiều niềm vui và thành công trong cuộc sống. Minh Đường Tử Vi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.